Anh Toàn, anh đừng bỏ em mà. Em đi về kết hôn đi, em bỏ cho anh làm cái gì? Em không cần biết, nếu không phải là anh ấy thì em sẽ không lấy ai hết. Nhưng mà em đi thế này rồi chồng em thế nào? Em mặc kệ, anh phải đưa em theo với. Thôi được rồi, em trốn tạm vào đây đã, không bị phát hiện mất. Tôi nghe đây, lô hàng mà cướp được sao? Tôi sẽ chuẩn bị ngay, chuẩn bị triển thôi. Cướp đó, sao nhớ lại là cướp được nhỉ? Đi đâu đâu không biết. Tôi không tìm thấy cô ấy. Chết tiệt, sắp đến giờ làm lễ đến nơi rồi, tự nhiên đi đâu không biết được. Đã tìm hết khu vực này rồi, vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Mà cô ấy không thể chạy xa như thế được. Liệu có khi nào gặp chuyện chẳng lành gì không? Tôi không quan tâm. Bây giờ khách vừa đến hết rồi làm nào đây? Nhưng mà bây giờ mọi người đã đến đủ hết cả rồi. Bây giờ nhảy đi, cô đi về thông báo với mọi người là cô do bị ốm đột xuất cho nên là tạm hoãn buổi ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người rồi để mọi người về, hiểu chưa? Vâng, tôi đi làm ngay. Chết tiệt, cánh lên. Em ngoan ngoãn ở đây nhá. Anh là cướp mà, sao anh lại lừa tôi? Bây giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi thì em càng không thể nào rời khỏi đây được. Anh muốn làm gì? Em cứ bình tĩnh đi. Khi nào xong nhiệm vụ anh sẽ thả em đi. Không được, tôi phải rời khỏi đây. Em đừng có bướng nữa. Tôi đến rồi. Sao? Mọi việc ổn thỏa chứ? Đều ổn, chỉ đợi đến ngày xuất hàng nữa thôi. Được, nhớ bảo với anh em bao vây kho hàng của tên Hải đấy. Nhưng mà hắn ta không xuất hàng của mình. Thế hắn ta xuất hàng của ai? Của cô Trang Anh. Chết tiệt, sao lại có chuyện đó được? Tại sao lại là cô ấy? Nhất định phải làm mọi cách để ngăn chặn lại, không được phép để hắn ta xuất lô hàng ấy, phải cướp bằng được. Tôi biết rồi. Ai? Ai đấy? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Là tôi đưa cô ấy về đây. Cái gì? Nhỡ mai cô ta phát hiện ra kế hoạch của chúng ta thì sao? Cô còn dám lên tiếng nữa à? Rõ ràng cô là người của anh Hải, vậy mà bây giờ cô còn hùa theo người ta để ăn cắp hàng của anh ấy nữa. Cô im đi. Tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Vậy thì tôi sẽ không để cho cô yên trước đâu. Này, không được phép làm cô ấy bị thương. Anh cũng đánh cô ta nữa à? Bây giờ cô lại chống lại tôi à? Tốt nhất là anh đừng để làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì hơn. Tôi tự biết phải làm gì. Chủ tịch thì đang mất tích. Nếu như mà không nhờ có anh thì cái lô hàng đấy tôi cũng chẳng biết phải xử lý thế nào nữa. Cậu đừng có nói như thế. Vợ tôi mất tích thì đương nhiên là tôi phải thay cô ấy đảm nhận công việc ở công ty. Chứ nếu không thì đến lúc cô ấy trở về nhìn thấy mọi thứ như thế không yên tâm. Anh Hải à, thật sự là chủ tịch phải có phước phần lắm mới còn lấy anh được làm chồng. À, mà đúng rồi. Cái lô hàng tồn ấy, cậu đẩy được nó đi chưa? Cái lúc mà chủ tịch vẫn còn thì cái lô hàng đấy cũng đang chưa tìm được cách để đẩy đi. Tôi có một chỗ này để có thể xuất hàng đi được. Nếu như mà cậu đồng ý thì chúng ta sẽ đẩy nó đi. Nhưng mà tôi nghĩ là giá của nó sẽ chỉ lãi được một nửa so với ngày trước. Anh nói thật chứ, ngày trước chỉ cần đẩy được cái số hàng ấy đi mà lấy được vốn về là đã tốt lắm rồi. Được rồi, vậy thì cậu về chuẩn bị đi. Mấy hôm nữa tôi sẽ cho người sang đẩy cái lô hàng ấy đi luôn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ về chuẩn bị ngay. Anh ấy lo lắng cho mình như thế, vậy mà mình lại phản bội anh ấy. Em hối hận rồi à? Tôi hối hận vì đã tin lầm anh. Em muốn đi đâu? Em đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trong này mà. Em muốn quay về với hắn ta à? Em không. Vậy là em định bỏ trốn. Anh đã nói với em rồi cơ mà, trước khi anh chưa làm xong nhiệm vụ em không được phép đi đâu hết. Em phải ở đây. Nhưng mà anh lấy quyền gì mà giam giữ tôi? Quyền gì à? Quyền là người được em bỏ nhà và đuổi theo đấy, được chưa? Anh, bây giờ em ngoan ngoãn nghe lời anh đi, không thì đừng có trách. Anh bỏ tôi ra, bỏ ra.
Khổ quá, sao hẹn giờ nay em chưa thấy ai đến rồi. Thế đấy. À, sếp. Sếp có cần em giúp gì không ạ? Làm gì mà bây giờ mới đến? À, em xin lỗi, em bị kẹt xe ạ. Mau giúp tôi bê mấy cái thùng hàng lên xe trước đi. Còn một cái cậu nữa nó bảo đến giờ này nó vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Dạ vâng, em làm ngay ạ. Thì ra cô chính là nội gián à? Anh hiểu nhầm rồi ạ. Tôi đã nghi ngờ cô từ lâu rồi đấy. Thế mà đúng thật. Đúng. Tôi là nội gián đấy, thì sao nào? Cô làm cái gì đấy, bỏ tôi ra. Tôi sẽ không để cô đắc ý đâu. Anh làm cái gì đấy? Anh ta chỉ lợi dụng lô hàng xuất khẩu của em để xuất khẩu hàng nóng của mình mà thôi. Em nhìn cho kỹ đi. Anh đã bị bắt. Cô còn đau không? Tôi đỡ nhiều rồi. Tôi xin lỗi cô nhé. Tôi hiểu nhầm cho nên là... Không sao đâu. Cảnh sát chúng tôi đi làm nhiệm vụ, ai mà chả bị thương chứ. Người em nên xin lỗi là anh đấy. Nhưng mà em làm gì? Em trách móc anh, là còn đòi bỏ anh quay lại với hắn ta còn gì nữa. Thôi, em xin lỗi mà. Không, anh không tha lỗi đâu. Anh Toàn. Anh lấy em đi. Anh đang đi làm nhiệm vụ mà em làm cái gì đấy? Thì em đi theo anh để cầu hôn anh còn gì nữa. Lấy em đi. Anh Toàn. Vợ anh mua cái gì mà mua lắm thế? Tất cả chỗ đồ này đều là của chị ý hết đấy. Sao cô ấy mua cái gì mà nhiều thế nhở? Em đã bảo với anh rồi, tất cả số đồ của em với anh mà cộng lại mới bằng đồ này của chị ý thôi đấy. Làm gì mà tới mức đó? Anh phải nghĩ cho thằng Bo nữa chứ. Em thấy chị ấy càng ngày càng quá đáng, thế cho nên em mới phải nói đấy. Anh không nghĩ đến việc bây giờ chị mua sắm hết có bao nhiêu tiền là tiêu bấy nhiêu, thế lấy đâu ra tiền mà nuôi con nữa. Anh... Em nghĩ là anh phải nói chuyện lại với chị ý đi, chứ em thấy như này không ổn đâu đấy. Thôi được rồi, để anh nói chuyện lại với chị. Chị này, có chuyện gì thế hả anh? Em lại vừa đặt hàng online sao? Dạ vâng, người ta giao đến rồi à? Em mang trả lại hết đi, anh thấy phí phạm quá rồi đấy. Tại sao lại phí phạm? Những món đồ đấy đều là những món đồ khó khăn lắm em mới mua được. Thế bây giờ việc tiêu tiền lại khó khăn hơn việc kiếm tiền hay sao? Bây giờ anh thấy là em đang dùng tiền của em một cách phí phạm quá đấy. Nhưng mà những món đồ đấy toàn thôi là... thôi, em đừng có nói với anh là nó rẻ thế nào nữa chăng nữa. Mặc dù nó rẻ thật, nhưng mà bây giờ gom lại thì cũng thành nhiều thôi, cũng thành tốn kém thôi. Bây giờ em phải biết tiết kiệm rồi vun vén cho cái gia đình này chứ. Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm, không có lần sau đâu. Anh hơi lớn tiếng một chút, nhưng mà tất cả những gì mà anh nói cũng là vì muốn tốt cho gia đình mình thôi. Em giúp con ngủ. Hôm nay lại có đơn hàng của chị nữa đấy. Em lại mua cái gì nữa thế? Không, em mua mấy đồ lặt vặt trong nhà thôi. Đồ lặt vặt hay là đồ mỹ phẩm của chị? Chị không có, em đừng có nói như thế. Chị cứ tiêu hoang như thế là sao? Phải biết tiết kiệm cho chồng chị với chứ. Anh đã bảo em phải tiết kiệm cơ mà, cứ anh không nói là em lại mua. Em mua sắm linh tinh á? Thế mấy cái đồ lặt vặt trong nhà anh cần, nó tự mọc ra đấy. Chắc là không cần có tiền đâu, tự hô biến, tự nói là nó có liền đấy. Em đã sai mà còn thái độ à? Chị tiêu hoang thì bọn tôi nói là chị tiêu hoang thôi, có thêm thắt gì đâu mà chị phải sừng cố lên như thế. Được, nếu như mà hai anh em đã nói tôi tiêu hoang, vậy thì từ giờ tôi sẽ không mua bất cứ đồ gì trong nhà này nữa. Chị sẽ giao lại thẻ ngân hàng lại cho em, để em thích mua gì hay là anh em sắm gì thì sắm. Quyết định như thế đi, chị đưa lại thẻ cho em. Được. Kìa chị, không ăn cơm à? Thôi, mặc kệ chị đi anh, ăn cơm thôi. Ôi trời ơi, My ơi là My. Gì thế anh? Em mua giấy vệ sinh kiểu gì mà thô thế hả? Thì một thùng có 30 gói, tổng cộng là 35.000. Trời ơi, nhưng mà nó thô, nó làm sức hết cả da của anh rồi, không nhớ là da anh nhạy cảm mà. Sao không mua cái loại mà chị hay mua ấy? Ai mà biết được chị ý mua ở đâu, với cả cái loại này đắt lắm, không mua được đâu. Đắt một chút thì có sao đâu, cứ kiểu ham rẻ như em rồi về vứt đi thôi à? Em chỉ đang muốn tiết kiệm tiền thôi mà. Ô anh, chưa nói xong mà đã đi à? My! Gì nữa? Tại sao em giặt đồ không cho nước giặt? Thì em quên. À nhưng mà hình như nước giặt hết rồi mà. Cái gì? Thế em còn quên cái gì nữa? Lại cái gì nữa thế? Em quên không đóng tiền điện. Vì em không thích đóng tiền tự động, thế nên đã chuyển ra chế độ tự thanh toán rồi. Chắc là My nó quên, không nhớ. Em quản lý nhà cửa kiểu gì đấy hả?
thì em cũng có việc của em nữa, cho nên em quên một tí thì làm sao. Đi đóng tiền điện ngay cho anh đi. Vâng, nhớ mang theo tiền đấy nhá. Mi, sao cái bát nhất nhất mơ mỡ vậy hả Mi? À, thì nước rửa bát hết rồi. Thôi anh ăn tạm đi. Để anh đi mua. À, tu tu, thế thì anh mua luôn đường này, xì dầu này, nước rửa bát này, còn cả dầu gội của em nữa nhá. À đúng rồi, còn cả sữa cho con cũng hết rồi, với cả bìm nữa, anh nhớ mua luôn nhá. Sao nhiều thứ vậy, làm sao anh nhớ hết được? Ừ, anh ghi tạm và ghi chú ở trong điện thoại đi. Món đầu tiên cần mua là nước rửa bát này, nước giặt này. Ơ, Toàn! Điều này! Tình cờ thế? Ôi trời, này! Nhân tiện này anh em tình cờ đi làm với tao mấy cốc, đi! Không được rồi, nay tao đang bận rồi, phải đi mua đồ. Mua đồ gì? Thì mua mấy cái đồ linh tinh ở trong nhà ấy, đường, muối, sữa, dầu gội các kiểu ấy. Ơ, thế thường bình thường là bà Chi bà chu đáo mua hết, nay lại để ông đi mua ở này hả? Thế á? Tôi thấy cô ấy chỉ bấm điện thoại thôi mà. Ui giời ơi, cái mặt này! Thế là chưa biết cái gì rồi đúng không? Vợ của ông nhá, là hơi bị nổi tiếng ở trong hội chị em bỉm sữa đấy. Này, chính vợ của ông cũng là người chỉ bảo tất cả mấy chị em phụ nữ ở đấy cách mua sắm, cách tiết kiệm các thứ. Đấy, kể cả vợ tôi cũng thế này. Tôi thấy lạ lắm ấy, bởi vì tôi thấy vợ tôi chỉ bấm điện thoại ở nhà thôi à. Ui, nhìn thì thế thôi, nhưng mà đang săn sale đấy. Săn sale á? Ừ, như kiểu vợ tôi ở nhà nhá, giữa đêm phát bật dậy, thế là cứ lên là áp mã săn sale, xong rồi là cứ đắn đo mãi, mua đồ mua đạc, thế cuối cùng cứ chọn đi chọn lại toàn mua đồ cho chồng cho con. Tôi phải động viên mãi mới mua được cái váy, cái áo và giỏ hàng ấy. Đúng rồi, cô ấy toàn mua đồ trong nhà thôi. Tôi là tôi nghĩ bà Chi thì ông cũng thế thôi. Vậy ông thử về nhà mà xem có đồ gì là cô ấy mua cho cô ấy không. À, tôi biết rồi. Ông cứ về để ý mà xem đấy. Đồ dùng ở trong nhà nó không tự mọc ra được đâu. Toàn là các bà vợ của mình là chuẩn bị rồi là mua sắm các thứ đấy. Toàn là đắn đo rồi là kinh tế các thứ lo hết cho mình mà. Các cụ giờ hay có câu như này không ạ? Đối với người giàu, mua sắm nó là giải trí, nhưng mà đối với những người bình thường như anh em mình ấy, mua sắm nó là một công việc đấy. Tôi hiểu. Ơ, sao anh lại mua loại này? Ờ, đúng mà. Nhưng mà em dùng loại khác cơ mà, không dùng loại này đâu. Không đủ đồ rồi anh ạ, còn thiếu cả bìm cho con nữa. Thế á? Với cả sữa này anh mua bị đắt rồi. Anh mua ở nhà cô Hoa đúng không? Ở nhà cô Hoa ấy, bán đắt hơn chỗ khác bình thường 20.000 đấy. Anh không biết. Tất cả là tại chị đấy. Cái gì? Thì bình thường chị làm những việc này, bây giờ đổ hết trách nhiệm mua sắm cho em với cả anh Toàn. Làm sao mà anh quen ngay được? Em có thôi đi không hả Mi? Bây giờ mình đã sai rồi, quen lại trách chị à? Bởi vì là trước đây nhà cửa thì rất đầy đủ, bây giờ thì thiếu lung tung xòe cả lên, em rất khó chịu. Nhà không thiếu thứ gì, là nhờ có chị Chi của em đây này, đã tính toán mọi thứ rồi mua sắm hết đấy. Nhưng mà cũng không cần mua một lúc nhiều đồ như vậy, như vậy là quá lãng phí. Nước rửa bát loại 3,6 cân, bình thường ấy mua một chai đấy đã hơn 100.000 rồi, nhưng mà chị săn ở trên mạng được giảm giá thì hai chai còn chưa tới 200.000 đâu, còn được tặng thêm nhiều quà lắm. Hơn nữa dầu gội đầu, sữa tắm của em hay là khăn tắm của anh Toàn, chị vẫn mua được với giá rẻ hơn, với cả nhiều hơn anh của em mua rất nhiều đấy. Anh biết là anh sai rồi. Bây giờ phải thay em đi mua mấy đồ này ở trong nhà, anh mới hiểu cảm giác của em. Cho anh xin lỗi nhé. Anh Toàn. Mi, xin lỗi chị Trinh ngay, nhanh lên. Em không biết đâu. Con bé này, tại sao nó không hiểu chuyện như vậy nhỉ? Kệ đi anh, khi nào con bé lập gia đình, con bé sẽ hiểu thôi. Em cầm thẻ đi. Thôi, em không nhận đâu. Em còn giận anh à? Không phải, chỉ là em thấy bây giờ cuộc sống của em đang rất thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần tập trung vào lo cho con thôi. Anh biết là anh sai rồi. Từ nay về sau anh sẽ không nói em tiêu xài hoang phí nữa. Và lương của anh từ bây giờ ấy sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của em luôn. Rồi em muốn mua gì thì em mua. Không cần đâu. Đừng giận anh nữa mà. À, con ơi, con giúp bố, xin lấy mẹ giúp bố với. Mẹ ơi, bố biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho bố nhá. Em chịu thua anh luôn đấy. Được rồi, em nhận lại. Cảm ơn em nhiều lắm. Có đơn hàng vừa giao đến đấy. Để anh đi lấy cho. Cho em đi với. Thôi,
để em ra lấy được mà. Thôi, anh cũng đang cần vận động tay chân một chút chứ. Em cũng thế. Chị Chi này, chị cho em xin lỗi, bởi vì trước đây em đã không thấu hiểu cho công việc của chị nhá. Em hứa là từ nay em sẽ không tị nạnh với chị nữa đâu. Không có gì, chị không để bụng đâu. Thế hai chị em hòa thuận như vậy anh cũng vui lắm. Mi, đi lấy hàng ra. Vâng. Này này này, mày thử để ý bên đường ấy, hình như cái em tiểu thư kia là nó đang tiêu mày hay sao ấy. Không phải đâu, xem nó không phải đâu. Thử đi, ra tán ra đi. Tao... Tao gì để đi nhanh lên xem nào. Ra đi, ra đi. Đi xem nào. Quyết chiến quyết thắng. Chào em ăn cơm chưa? Em thích anh à? Anh là ai đấy? Hả? Thì hóa ra em bị mù à? Này, anh tránh ra đi nhá, không tôi hét lên đấy. Cái thằng này, thằng này, mày làm gì em gái tao đấy à? Con. Chị ơi, hắn ta chọc ghẹo em đấy ạ. Cái thằng cô em mẩn thỉu này, mày dám chịu ghẹo em gái tao à? Này, bà chị, có gì nói chuyện bình tĩnh đi, căng thẳng thế. Thì sao? Tao thích như thế đấy. Chúng mày có tin là tao sẽ báo công an, gô cổ hết chúng mày lại không à? Chị, mày thì gọi gì? Cái thằng kia, mày đứng lại đây, mày đứng lại đây cho tao. Có ai đuổi theo không? Không. Mày thật sự. Mà sao mày liều thế? Sao lại dám giật túi sách của cô ta? Ai bảo nó láo? Dám thái độ với tao. Cô phải kiểm tra xem nó có cái gì không nữa. Để tao trả cho người ta đi, làm vậy không được đâu. Mày bị làm sao đấy? Ôi sao nhìn sang trọng thế mà túi cha gói gì này? Thôi, đi trả túi cho người ta đi. Cái thằng này bị làm sao đấy không được? Tự nhiên là giả. Nhưng mà cái lọ thuốc này để tao đi trả cho người ta. Này mày, này mày mà có bị bắt thì đừng có khai tao ra đấy nhá. Cái thằng này. Chị My, sao chị lại để em? Chỉ tại mày mà tao không bắt được hai thằng đấy. Cũng chỉ tại mày mà tao mất chiếc túi hàng hiệu rồi đấy. Em, mày chính là gánh nặng của tao. Từ bây giờ tao không muốn chăm sóc cho một đứa mù lòa như mày nữa. Em... Chị ơi, em xin lỗi chị. Mày tránh ra đi. Ô, là cái con bé mù hôm trước đấy mà. Đáng đời. Đau quá. Ô trời. Cái ngày này mày ăn cả cơm rồi sao mày không rủ tao? Ui, lại con cả thịt lu su đấy. Đây đây, tao mua cho mày một phần riêng rồi này. Ơi, thế à, tưởng quên bạn này. Thank you. Ui, trông ngon. Mà tự nhiên này mày giàu đấy lại còn có cả tiền mua cơm. Hay là mày trúng xổ số ấy? Hầm. Mà mày làm đách có tiền mua xổ số đâu. Đúng không? Tao gặp người tốt, người ta cho tiền tao mua rồi. Ôi dồi, mày văn thế cơ. À, đúng rồi. Biết gì chưa. Tao vừa mới trả thù cho mày vụ hôm trước rồi đấy. Trả thù vụ hôm trước là vụ nào? Cái đứa mà hôm trước, cái đứa mù mù ấy. Vừa tao gặp tao ngã, văn ngã lăn quay ở giữa đường ấy. Đứa nào cơ? Cái đứa mà, mày nhớ hôm trước cái đứa mà tao bảo nó thích mày không? Xong rồi nó có bà chị nó hung hăng ấy. Mày bị làm sao đấy, sao mày làm như thế? Ok kìa. Thằng này, tao bảo rồi, ăn xin thì ăn xin, chứ được phép khinh thường, chứ không được phép sỉ nhục. Được chưa? Mình có giá của mình. Cô cần tôi giúp gì không? Anh ơi, anh giúp tôi tìm sợi dây chuyền được không? Tôi không nhìn thấy gì cả. Sợi dây chuyền của cô đây phải không? Đúng rồi ạ. Tôi cảm ơn anh nhé. Nhưng mà sao tôi nghe giọng anh quen thế? Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không? Không, chúng ta gặp nhau lần đầu mà. Mà bây giờ nhà cô ở đâu ấy? Tôi đưa cô về nhá. Như thế có phiền anh quá không? Không phiền đâu, mình đi thôi. À,
ơn anh đã đưa tôi về. Không có gì đâu. Mà cô ở nhà một mình sao? Không, tôi sống cùng với chị gái. Chị gái tôi rất dễ thương và tốt bụng, và còn thương tôi nữa. Vậy thì đúng là chị gái cô rất tốt bụng đấy. Cô thật là may mắn. Nếu mà không có chị ấy, tôi sẽ không sống được đâu. Trang Anh, em làm gì thế? Chị My, chị về rồi à? Ai đây? Đây là bạn của em. Anh ấy vừa giúp em tìm lại sợi dây chuyền mà chị tặng, nên là em đưa anh ấy về nhà chơi. Ta không có bị mù như mày. Ta biết nhìn đấy. Bây giờ mày còn lẳng lơ đến mức dẫn cả trai về nhà nữa rồi cơ à? Chị My, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Mấy hôm nay chị làm sao đấy? Bởi vì là mày vô dụng, mày ăn bám, cho nên tao mới ghét mày. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Tao không muốn phải nuôi một đứa vô dụng như mày nữa. Chị nói với em như thế mà được à? Chỉ vì phải chăm sóc mày mà tao không có thời gian theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của tao nữa đấy. Chị My, em... Cậu im đi. Đây không phải là chuyện của cậu, đây là chuyện gia đình nhà tôi. Còn mày, mày mau cút đi. Mau cút ra khỏi đây. Tôi xin cậu, hãy đưa nó đi đi. Làm ơn đấy. Sao cơ ạ? Cậu mau đưa nó đi giúp tôi đi. Đây là đồ của chị. Thay mặt bạn tôi xin lỗi chị ạ. Cậu có ý đồ gì đấy? Không, tôi chỉ muốn đơn giản là trả lại cho chị mà thôi. Xem ra cậu không phải là người xấu. Tôi biết cái lọ thuốc này, nó là thứ duy nhất có thể khiến cho chị giảm bớt đau đớn đúng không? Sao cậu biết? Mẹ tôi cũng mắc bệnh giống như chị ấy. Nếu như không có lọ thuốc này thì bà ấy sẽ vô cùng đau đớn. Rồi nhà tôi cũng chìm trong nợ nần vì tiền chữa trị cho bà quá lớn. Em gái của chị đã biết chuyện này chưa? Không, tôi không muốn nó phải lo lắng. Nó sắp phải phẫu thuật mắt rồi, và tôi sẽ là người hiến giác mạc cho nó. Chị quyết định hy sinh như vậy sao? Nếu như chúng ta đã cùng trong hoàn cảnh này thì tôi muốn cậu để ý và chăm sóc lấy Trang Anh khi tôi không còn nữa. Ít nhất là cho đến khi nó chấp nhận sự ra đi của tôi. Được, tôi sẽ giúp chị. Cảm ơn cậu. Mày mau cút đi. Mau cút ra khỏi nhà của tao. Mau đi đi. Chị My. Thôi, mình mau đi thôi. Chị ấy bị điên rồi đấy. Em hận chị. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Đưa em đến đây. Em có biết người nào đã hiến giác mạc cho em không? Anh biết à? Đó chính là chị gái của em đấy. Cái gì cơ? Em đọc đi. Tuổi em gái của chị, thời gian của chị trên cuộc đời này không còn nhiều nữa. Vì vậy, chị đã quyết định một việc vô cùng quan trọng. Chị sẽ hiến giác mạc của mình cho em. Khi chị không còn nữa, em sẽ có đôi mắt mới để nhìn thấy thế giới, để tiếp tục cuộc sống và mơ ước của mình. Chị mong là em sẽ luôn nhớ đến chị và hãy trân trọng cuộc sống mà em đang có. Không, không thể nào. Chị My vì để che giấu bệnh tình của mình nên mới nói dối và làm tổn thương em như vậy. Chứ thật ra chị ấy yêu thương em rất nhiều đấy.